Chúng ta sẽ cùng nhau dành một phần thời lượng tiếp theo của chương trình ngày hôm nay để cùng bàn tới một vấn đề mà rất là nhiều người dân của chúng ta quan tâm hiện nay, đó chính là ô nhiễm tiếng ồn. Nó cũng đã trở thành một trong rất là nhiều những câu chuyện thường nhật của cuộc sống mà chúng ta hiện tại vẫn đang phải đối mặt và vẫn đang để tìm những cách giải quyết. Khi mà nó cũng trở thành một vấn đề đáng lo ngại của xã hội, đặc biệt là tại các thành phố lớn, những hoạt động có thể diễn ra cả ngày lẫn đêm, hòa cùng với các tiếng ồn từ có thể là các công trường hay là các phương tiện giao thông cho đến tiếng của các quán bar hay các quán karaoke vân vân và vân vân. Và những tiếng ồn như thế này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt và sức khỏe của người dân mà còn làm xấu đi không gian của cả đô thị. Những thành phố lớn như là Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh hay là Đà Nẵng mà có rất nhiều địa phương khác trên cả nước nữa. Và trước khi bàn sâu hơn tới vấn đề này thì xin mời quý vị khán giả hãy cùng với chúng tôi theo dõi những ghi nhận ngay sau đây. Tại khu vực đường Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, Hà Nội, công trường thi công ngay sát nhà dân. Khoảng 5 năm nay, bà Hương cũng như nhiều người dân khác luôn phải chịu đựng cảnh tiếng thi công cả ngày lẫn đêm. Tôi thấy rằng là ban đêm mà họ đổ bê tông là suốt cả đêm, coi các người già lại ở đây không ngủ được. Thì đóng chặt hết các cửa vào, nhưng mà nó vẫn ồn. Đấy. Tại vì nó đổ bê tông là coi như họ cho cái ấy lên thì nó cứ xịch suốt đêm ấy. Coi như từ lúc độ khoảng 10 giờ đêm mà cho đến 5 giờ sáng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, không chỉ bị ảnh hưởng bởi tiếng công trường mà mỗi khi tham gia giao thông thì người dân Hà Nội lại có một cái cảm giác rất là khó chịu. Như tôi đang đứng tại vị trí hiện tại, bên trái là tiếng còi xe inh ỏi, còn bên phải là tiếng loa kéo. Và theo như mức tôi đang đo được tại đây thì tiếng ồn đã lên tới mức là gần 80 decibel. Và theo ngưỡng cảnh báo an toàn tới sức khỏe thì có chỉ trong mức là dưới 70 decibel. Như vậy với mức 80 decibel như này thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của con người. Vâng, thưa quý vị các bạn, hiện tại thì tôi đang có mặt tại một cái khu phố đi bộ tại Hà Nội là phố Đại Hiện. Và quý vị thể nghe thấy là rất là nhiều các cái âm thanh xung quanh đây, đặc biệt là những âm thanh từ quán bar, quán pub hay là vũ trường và cả những tiếng người dân xung quanh nữa. Và hiện tại thì trên tay tôi ngưỡng đo đang là trên 80 decibel, một ngưỡng tiếp tục là gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người dân. Có lúc người ta mở đến quá 12 giờ đêm, quá đêm ý, nên là không ồn ào quá. Mà dân kêu rất nhiều mà công an xử lý ý. Thì đến xong công an về người ta lại vẫn như thế. Theo các chuyên gia, nếu tiếp xúc thường xuyên với âm thanh trên 85 decibel sẽ ảnh hưởng đến tính lực. Âm thanh trên 70 decibel gây rối loạn nhịp tim, huyết áp. Và theo Viện Nghiên cứu Quốc gia về điếc và các rối loạn thính giác của Hoa Kỳ, nguyên nhân của việc giảm tính lực người trung niên, cao niên không phải do lão hóa mà bởi tiếp xúc với tiếng ồn quá mức. Bên cạnh những vấn đề về sức khỏe, tiếng ồn quá mức còn là nguyên nhân hàng đầu dễ dẫn đến các vấn đề về tinh thần. Mỗi người cần phải ý thức được rằng là ô nhiễm tiếng ồn cũng là một trong những cái nguồn mà có thể làm suy giảm cái sức bền về mặt tâm lý của chúng ta, làm ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của chúng ta. Nó ảnh hưởng đến cả sức khỏe về mặt thính lực của chúng ta và dẫn đến một số những cái hành vi thiếu hoặc là mất kiểm soát khác nữa. Và cần phải có thể là cải thiện và xây dựng thêm những cái quy định liên quan đến ô nhiễm tiếng ồn và cái mức xử phạt về những cái hành vi mà gây phiền phức hoặc là gây ô nhiễm tiếng ồn cho cộng đồng với một cái mức phạt mà nó có tính chất là răn đe hơn. Tổ chức Thế giới WHO cảnh báo, 1/4 dân số thế giới đang gặp phải các vấn đề về thính giác. Vào năm 2050, số người có nguy cơ mất thính giác có thể tăng hơn 1,5 lần trong 3 thập kỷ tới, từ 1,6 tỷ người theo số liệu năm 2019 lên 2,5 tỷ người. Bởi vậy, mỗi người cần tự giác hạn chế tiếng ồn để bảo vệ sức khỏe của mình và những người xung quanh. Vâng, thưa quý vị, có lẽ là trong số rất nhiều những cái loại hình ô nhiễm khác nhau, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước thì ô nhiễm tiếng ồn là một trong những cái loại hình mà chúng tôi nghĩ rằng là ít người đề cập tới và ít người có những cái sự phản ánh nhất. Bởi lẽ thường xuyên là chúng ta thấy rằng nó giống như là một cái thói quen, tức là ngày nào chúng ta ví dụ nhà ở gần đường tàu chẳng hạn, nhà gần công trường xây dựng và suốt rất là nhiều năm chúng ta cứ nghe những cái âm thanh như vậy và dần dần chúng ta nghĩ rằng nó là bình thường và không nghĩ rằng nó ảnh hưởng tới sức khỏe. Nhưng mà quả thực là em chưa nói đến vấn đề sức khỏe, nhưng mà câu chuyện ô nhiễm tiếng ồn có thể để lại rất nhiều những cái câu chuyện dở khóc dở cười trong cuộc sống. Ví dụ như gần đây thì ở cái khu chung cư HH ở gần cái phía Linh Đàm ở gần nhà em thì có một câu chuyện rất là buồn cười xảy ra và nó lên báo rất là nhiều rồi. Tức là cứ hàng tối thì các cụ gọi là hội bô lão, hội người cao tuổi sẽ tập thể dục.
các cụ sẽ mang loa đài ra giữa cái sân chung của rất là nhiều 12 cái block chung cư đó, đều sử dụng chung một cái khoảng sân đó, và các cụ dồn ra đó để tập thể dục. Nhưng các cụ tập rất là nhiều loại bài khác nhau, và càng ngày thì cái âm thanh bật càng to. Đầu tiên thì các cụ được rất là nhiều những cái người trẻ họ ủng hộ, bởi vì đây là cái tinh thần của những cái người già mà không già về tinh và mặt gọi là tâm hồn, đúng không ạ? Nhưng mà càng ngày về sau thì cái câu chuyện đấy nó càng đẩy lên cao trào, khi mà các bạn nhỏ buổi tối không thể nào mà học được, bố mẹ không dạy con được, rồi là các gia đình cũng không ngủ được. Có rất là nhiều người họ yếu thì họ sẽ cảm thấy rất là khó chịu với những cái âm thanh đó. Và đến một ngày nào đấy thì tự nhiên là những cái người trẻ họ cũng mang loa ra và bắt đầu có những cuộc gọi là cuộc chiến về âm thanh. Bên này thì sẽ là bật những cái nhạc bolero để cho đấu lại với nhạc các cụ. Các cụ thì cứ bật những cái nhạc để tập thể dục nhịp điệu. Và cái câu chuyện đó nó cứ kéo dài mãi đến lúc mà báo chí phải vào cuộc thì bắt đầu phường mới đến và để dẹp những cái câu chuyện đó. Nói thật là từ cái câu chuyện ô nhiễm tiếng ồn có thể là mình chưa biết được là nó ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe, nhưng mà rõ ràng là tình làng nghĩa xóm rồi là cái câu chuyện tình người ở đây nó cũng đã được đề cập tới rồi. Và em nghĩ rằng đây không phải câu chuyện của riêng ai đâu, có rất là nhiều những cái câu chuyện mà chắc là bạn chị hay là bạn của Thúy ở trên mạng xã hội cũng sẽ chia sẻ rằng là thỉnh thoảng có những cái gia đình vào những buổi tối họ bật karaoke, họ hát rất là to, không biết là hát hay hay không, nhưng mà cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống của chúng ta, đúng không ạ? Chắc chắn là như vậy rồi. Và đặc biệt là với những gia đình nào mà có em bé nhỏ thì điều sợ nhất đó là ô nhiễm tiếng ồn, bởi vì không phải là lúc nào mà em bé cũng ngủ yên. Ví dụ như có những lúc con ốm chẳng hạn, mình đang bị mất ngủ, vừa vỗ em bé ngủ xong có thể là ở ngay tầng trên, có thể ở bên cạnh đó mọi người bật karaoke quá to, hoặc là mọi người khoan đục một cái gì đấy, mà nhất là vào cái khung giờ ví dụ như là 11, 12 giờ trưa hoặc là 9, 10 giờ tối chẳng hạn. Đặc điểm em bé nhà mình thì buổi tối lại đi ngủ khá sớm, các bạn nhỏ thì đi ngủ từ 7 giờ tối, 8 giờ tối rồi, trong khi cái giờ đó là cái giờ mọi người vẫn còn sinh hoạt. Mà thực ra là giờ đó buổi tối ở các thành phố lớn mới là cái giờ sôi động nhất và nhiều âm thanh nhất đó. Và bởi vậy là với những gia đình có con nhỏ, một là phải bố trí cái việc cách âm, thứ hai nữa là đúng là chúng ta cũng sẽ phải dần dần thích nghi, hoặc là cũng đã có lần là Vân Anh đã phải lên tầng trên mà mình cũng không biết là nhà nào, chỉ tại vì nghe thì âm thanh đấy là biết tầng trên rồi, phải gõ cửa và nhờ họ là trong cái giờ ngủ trưa, buổi trưa đó thì làm ơn là đừng có khoan đục, đừng có di chuyển đồ đạc và đập cành cạch, bởi vì dội thẳng ngay xuống phòng ngủ của nhà mình và em bé đang ngủ, nên là cứ một lúc là em bé lại giật mình, cái lúc đó em bé lại đang ốm nữa. Và quả thực ra là ô nhiễm tiếng ồn nó ảnh hưởng rất là nhiều tới cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà đúng là nhiều khi thì chúng ta cứ ngại nói này, hay là chúng ta cũng không có gọi là lên tiếng, thì nhiều khi mình cứ chịu đựng qua ngày và rồi cái vấn đề này nó cứ tiếp diễn. Và đến một lúc nào đó phải là khi mà vấn đề trở nên như Phương Anh nói, đó là sẽ có những cái cuộc đấu tranh như vậy, một cuộc battle như vậy giữa hai bên và khiến ảnh hưởng diện rộng, thì lúc đấy thì chúng ta mới có một cách giải quyết. Vâng, và khi có những cái sự can thiệp đó thì chúng ta mới cảm giác rằng là cái quyền lợi của chúng ta được đảm bảo hơn. Và mặc dù là cũng phải giảm đi cả cái phần quyền lợi ở trong đó nữa để có thể tôn trọng những người xung quanh. Em nghĩ rằng là không chỉ có ở ngay ở những cái khu vực nhà ở hay là với những người hàng xóm đâu, mà ngay trên đường đi của chúng ta thôi, khi mà ô nhiễm tiếng ồn cũng đến từ cái việc mà những cái phương tiện đi bên cạnh chúng ta bấm còi inh ỏi này, khi mà họ có thể là vội vã, họ có thể là không kiểm soát được những cái hành vi của mình khi tham gia giao thông, thì hoàn toàn họ sẽ sử dụng cái tiếng còi đó để làm cái còi báo hiệu. Nhưng mà đôi khi lại hơi quá đà một chút, có thể là những cái tiếng xe máy, những cái phương tiện tham gia giao thông nhỏ thôi thì có thể không sao, ảnh hưởng cái vùng ảnh hưởng của nó không rộng. Nhưng em thấy rằng là khi mà với những cái chiếc xe tải hay là xe bồn lớn vân vân và vân vân, những phương tiện khác khi bấm còi thì mang đến những cái sự khó chịu cực kỳ nhiều. Và những cái câu chuyện như thế này vẫn luôn luôn cần có những cái sự vào cuộc của các cơ quan chức năng. Và thưa quý vị, Nghị định số 45 năm 2022 NĐ-CP của Chính phủ cũng mới đây đã ra đời, khiến cho rất là nhiều người quan tâm, bởi họ hy vọng rằng là với nghị định này thì ô nhiễm tiếng ồn phát ra từ những chiếc loa công suất lớn hay là từ những chiếc xe ô tô rất là to di chuyển trên đường thì có thể được hạn chế, bởi vì cho phép Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường xã sẽ có thẩm quyền xử phạt với các tổ chức hay là cá nhân gây ra tiếng ồn. Thế nhưng trên thực tế thì vẫn còn rất nhiều những rào cản cho các cấp, phường xã cũng như là các cơ quan chức năng có thể thực thi theo đúng như nghị định của Chính phủ, khiến cho nạn ô nhiễm tiếng ồn có lẽ vẫn chưa thể có một cách giải quyết thực sự xác đáng. Và ngay sau đây xin mời quý vị khán giả, trước khi bàn sâu hơn tới câu chuyện này thì hãy cùng với chúng tôi theo dõi những ghi nhận của nhóm phóng viên VTC tại Thành phố Hồ Chí Minh. Những cụ già đã ở tuổi hưu trí này rất vui mừng khi Nghị định 45 chính thức có hiệu lực, bởi ở tuổi của các cụ, những tiếng nhạc lớn hoặc karaoke tự phát không khác nào là tra tấn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tinh thần. Cụ già này thậm chí còn bị lãng tai, nhưng vẫn phải nhận sự tra tấn từ loa công suất lớn của một quán gần nhà, dẫn đến khó ngủ và mắc nhiều triệu chứng bệnh. Là cái tiếng bùng 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 như là tiếng trống mà đập vào lỗ tai mình.
Mà tôi thì tôi ngủ trong phòng lạnh, đóng cửa, nhưng mà cái cửa kính nó rung mà bùm bùm. Mà tối ngủ là cứ chăn chọc ngủ không được, phải không? Mà ngủ không được là cô biết nó có nhiều vấn đề lắm. Chúng tôi thấy là rất là khó chịu vì cái này tuổi lớn, ngủ ít mà sức khỏe yếu, rồi thì các cháu nhỏ nó cũng phải học, rồi thì lớp thanh niên thì phải đi làm, mà cái tiếng ồn suốt như thế thì không thể chịu đựng được. Chính phủ có cái nghị định là 45 để giải quyết cái đó, là giao quyền cho các cơ quan chức năng ở từng cấp, thì tôi thấy cái đó là rất phù hợp, mà chúng tôi cũng rất mong muốn cái đó, mà cần phải là làm là nghiêm túc và làm là triệt để. Nghị định 45 cho phép cấp phường xã được xử phạt cá nhân tổ chức vi phạm về tiếng ồn trên 70 decibel tại khu dân cư trong khoảng thời gian từ 21 giờ đêm đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Nhưng vấn đề là ở chỗ, cấp phường xã không có quyền đo độ ồn mà phải đi thuê một đơn vị thứ ba được cấp phép đến hiện trường đo đạc ở những khung thời gian rất khó xử lý. Về sinh hoạt mà có thể là chúng ta 5 giờ chiều cũng có, 12 giờ trưa cũng có, hoặc là 11 giờ đêm cũng có. Thì như vậy là chúng ta thuê các cái đơn vị tư vấn một cách nó đột xuất như thế thì rất khó khăn. Và cái thứ hai nữa là trưng cầu giám định như thế thì phát sinh các cái chi phí, thì người vi phạm sẽ phải chịu chi phí đó. Nhưng nếu khi thực hiện, giả sử chúng ta mời được một đơn vị tư vấn mà chúng ta đến cái địa điểm đó và chúng ta thực hiện đo ngay tại cái địa điểm mà cái vị trí mà có phản ánh á, thì nếu như mà cái đối tượng đó mà đang còn hoạt động và có vi phạm thì cái đối tượng mà vi phạm sẽ chi trả cái chi phí này. Còn nếu như mà chúng ta không đo được hoặc là đo mà không vi phạm thì cái chi phí này phường hiện nay cũng không có cái nguồn để mà chi trả. Việc xử phạt cá nhân tổ chức vi phạm về tiếng ồn trong khu dân cư cần nhanh và linh động. Vậy nên, thay vì phải đi thuê một đơn vị đo đạc được cấp phép vào thời gian nửa đêm, nhiều lãnh đạo phường tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất được sử dụng một app thống nhất để đo đạc nhanh làm cơ sở xử phạt. Tôi cũng có một ý kiến như thế này. Có thể là chúng ta sẽ xử lý bằng cái app đo tiếng ồn do một cái đơn vị nào đó thiết kế mà được kiểm định. Chúng ta có những cái app đó và chúng ta cũng quy định là ở cái máy đó nó sẽ cái đời máy đó hoặc là cái công nghệ đó thì nó sẽ thích ứng với cái phần mềm này và nó đảm bảo cái chất lượng đó, và chúng ta sử dụng một cách đồng bộ như thế và chúng ta công khai, thì tôi cho rằng là cái giải pháp đó thì nó mang cái tính răn đe cao hơn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường xã đã có quyền xử phạt người vi phạm tiếng ồn, nhưng căn cứ nào cho cấp phường xã xử lý thì chưa rõ ràng, cụ thể. Thế nên thay vì răn đe thì cấp phường xã cũng chỉ dừng lại ở mức tuyên truyền và nạn tiếng ồn vì thế vẫn đâu vào đấy. Rõ ràng đây là một câu chuyện không hề mới. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là cứ lặp đi lặp lại và thậm chí là bây giờ với quá trình đô thị hóa thì cái vấn đề này lại càng trở nên nghiêm trọng hơn. Bởi vì là một là khi là chúng ta thấy là mọi người sử dụng phương tiện cá nhân nhiều hơn này, và đặc biệt là khi mà tình trạng tắc đường xảy ra nhiều thì mọi người có xu hướng là sử dụng còi xe cũng rất là nhiều. Ngoài ra thì chúng ta thấy rằng là ở các nước đang phát triển thì việc xây dựng vẫn đang tiếp tục ở rất là nhiều nơi, và chính là tiếng ồn từ các công trường này, là xây chung cư này, xây điện đường trường trạm này, rồi là các căn nhà cũng đang mọc lên như nấm sau mưa, thì cũng khiến cho cái việc là tiếng ồn trên các đường phố thì cũng gia tăng. Ngoài ra thì chúng ta cũng chưa kể đến là có thêm rất là nhiều những quán bar này, karaoke này, vũ trường, rồi ngay chính mỗi căn nhà thì đôi khi chúng ta cũng không chỉ tạo tiếng ồn cho nhà mình mà còn tạo tiếng ồn cho nhà hàng xóm nữa. Có thể thấy rằng là thực ra ở đây tiếng ồn nó không chỉ là một cái khái niệm chung chung mà nó cộng hưởng từ rất nhiều những cái tiếng ồn, những cái loại tiếng ồn khác nhau từ bên ngoài lẫn bên trong, và tạo nên một cái sự khó chịu với những ai mà một là đang cần sự yên tĩnh này, với những ai mà có sức khỏe yếu này, với những ai mà gia đình có người già và trẻ nhỏ, những người mà thường xuyên mất ngủ, và rõ ràng là thực sự nó ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống và sức khỏe của tất cả chúng ta. Vâng, như chúng ta vừa mới theo dõi trong phóng sự vừa rồi, những cái ghi nhận của nhóm phóng viên rằng là khi các cơ quan chức năng cũng có những cái biện pháp, những cái phương hướng để có thể giải quyết, nhưng những cái cách giải quyết này nó vẫn cần có cái thời gian, cần có sự xác minh và cũng cần có cả là cái sự cố gắng của người dân xung quanh đó nữa, khi mà một trong những cái câu chuyện là đo đạc những cái thông tin để có thể xử phạt những cái đối tượng đã tạo ra cái tiếng ồn đó. Thế nhưng đến cái lúc đó thì tiếng ồn có thể là không còn nữa này, hay là cái công cụ để chúng ta đo đạc nó thực sự không thể hỗ trợ một cách chính xác nhất cho việc xử phạt, hay là việc xác định nó đã đủ để có thể xử phạt hay chưa, thì em nghĩ rằng là câu chuyện này nó sẽ đánh nhiều hơn vào phần tâm lý của chúng ta. Khi mà
âm thanh hay tiếng ồn nó đến từ sự cộng hưởng, thì chính chúng ta cũng sẽ là những người cộng hưởng nên để có thể giải quyết được cái vấn đề, cái vấn nạn ô nhiễm tiếng ồn này. Khi mà ý thức của chúng ta sẽ nhiều hơn một chút, khi mà chúng ta sẽ có thể là tôn trọng người xung quanh hơn, có thể giảm những cái sự gọi là có thể tiện lợi với chúng ta nhưng mà gây bất tiện với những người còn lại, thì em nghĩ rằng là cần sự chung tay rất là nhiều. Đúng là như vậy, quả thực là cái câu chuyện liên quan tới việc xử phạt ô nhiễm tiếng ồn, nói thật là nó rất là khó khi mà hiện nay chúng ta vẫn chưa có một cái nghị định thực sự là rõ ràng, chưa có một cái chế tài để giao quyền hoàn toàn cho những cái người mà gọi là chủ tịch ủy ban nhân dân phường xã, họ vẫn phải thuê một đơn vị thứ ba. Và khi mà họ chia sẻ rằng là đúng là khi mà đến nơi thì có thể có rất nhiều người đã được phím trước rồi, họ đã giảm cái tiếng ồn đó đi rồi và không thể nào mà họ xử phạt được, và đến lúc đó thì không biết là cái tiền để thuê cái đơn vị đó thì họ sẽ phải lấy từ đâu. Cho nên câu chuyện này thì đúng là có lẽ là đến thời điểm này thì cái cách đơn giản nhất và cái cách gọi là hiệu quả nhất cho đến thời điểm này vẫn là cái sự tuyên truyền để cho tất cả mọi người cũng có thể hiểu được rằng là cái việc mà chúng ta gây ra bất kỳ một cái tiếng ồn nào có thể khiến cho những cái người xung quanh mình gặp phải cái tình trạng khó chịu hoặc là ảnh hưởng trực tiếp tới cái sức khỏe của chính những người thân xung quanh chúng ta nữa. Và nếu chúng ta đặt mình ở vị trí của họ, thử xem là nếu như một ngày chúng ta không ngủ được, bị mất ngủ hay là sức khỏe của chúng ta yếu mà tự nhiên nghe rất nhiều những cái âm thanh xung quanh và lại vào những cái giờ mà chúng ta cần phải nghỉ ngơi, đặt mình vào vị trí của người khác để chúng ta thấy rằng là cái âm thanh đó chúng ta có nên tạo ra vào cái thời điểm đó hay không, thì chúng ta cũng rất hy vọng rằng là thông qua những cái chia sẻ vừa rồi của chương trình, thông qua rất nhiều những ghi nhận mà chương trình đã theo dõi được ở các địa phương trên cả nước, thì quý vị cũng sẽ có một cái nhìn rõ ràng hơn về cái mức độ ảnh hưởng của ô nhiễm tiếng ồn đối với sức khỏe của chúng ta, và từ đó thì mỗi người thêm một chút ý thức để chúng ta tạo ra cho mình một cái môi trường sống thực sự là văn minh và lành mạnh.